xin chào tất cả quý đồng hương và thân hữu từ Thiên Huế, các bạn từ Bắc, từ Sóc Tô, từ Nam Hoa Liên đến đây. Thì năm nay hội tổ chức ở cái địa điểm này cũng phù hợp với cái sự yêu cầu của quý vị trưởng lão và một số đồng hương, mặc dù cũng có một số không có thuận lắm, nhưng mà hội Huế năm nay đã trở lại tại cái trung tâm thương mại của thành phố Tam Kỳ. Thì có được ngày hôm nay là bao nhiêu những ngày trước trời mưa, hôm nay hội đồng hương tổ chức phải trời nắng, đó là cái sự thiên thời cho địa lợi và nhân hòa. Thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn trên. Và cũng không có những gì chúng tôi tổ chức, mà tổ chức chúng tôi đã lo tăng bổn tháng trời, dù sao cũng có những thiếu sót, thì xin quý vị niềm tha thứ và bỏ qua. Và chúng tôi luôn luôn tâm niệm rằng phục vụ cho đồng hương là ưu tiên, và các cháu thế hệ thứ hai thứ ba ở đây, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tay với chúng tôi để đưa hội đồng hương từ Thiên Huế một ngày một tháng lên. Một khi nhận lời, tôi xin tất cả cảm ơn tất cả quý vị và cầu chúc tất cả quý đồng hương hiện như hôm nay một năm được thành đạt và nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn. Trước hết chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị Á hậu thân thiện Trần Emily. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Á hậu thân thiện Trần Emily. Chúng tôi xin giới thiệu Á hậu thân thiện Nguyễn Jenny, 20 tuổi, San Jose. Xin một tràng pháo tay cho Á hậu duyên dáng Nguyễn Jenny. Kế đến chúng tôi xin giới thiệu Á hậu 3 Nguyễn Đăng Quỳnh. Xin một tràng pháo tay cho Á hậu 3 Nguyễn Đăng Quỳnh. Á hậu 1 Phan Thị Hương, 20 tuổi, San Jose. Xin một tràng pháo tay cho Á hậu 1 Phan Thị Hương. Phan Thị Hương là Á hậu của miền Sông Hương với người. Chút lát nữa đây, cô sẽ có một vài lời để chúc Tết cùng đến với quý vị đồng hương. Xin một tràng pháo tay. Và người phụ nữ xinh đẹp nhất của miền Bắc California mà chúng tôi xin được giới thiệu bây giờ, đó là em Trung Ngọc Như Thi, 20 tuổi, ngụ tại San Jose. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho Hoa hậu Trung Ngọc Như Thi. Chúng tôi cũng không quên giới thiệu một người đại diện cho ban Hoa hậu áo dài. Cô là một người đã rất là tích cực để có thể mang lại những cái đóa hoa xinh tươi này cho cộng đồng chúng ta hàng năm. Cô cũng là một người giám đốc của ban Hoa hậu áo dài miền Bắc California. Chúng tôi xin tất cả quý vị đồng hương và thân hữu cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng cô Trần Huyền Trân. Xin mời MC Huyền Trân. Xin kính chúc quý vị một buổi tiệc rất là đầm ấm và vui vẻ. Em rất là hạnh diện khi được là một người con gái Huế và được đại diện cho ban Hoa hậu gửi những lời chúc thân thành này đến cho tất cả quý vị. Và em mong muốn chúng ta cũng sẽ có nhiều những buổi tiệc như thế này nữa để cho cộng đồng Huế được xung vầy bên nhau nhiều hơn. Em xin cảm ơn. Thưa quý vị, đó là một đóa hoa xinh đẹp đã được ban Hoa hậu áo dài Bắc California chọn, và trong
vài tuần lễ tới đây thì nguyên ban hoa hậu áo dài miền Bắc California sẽ đăng quang, và chúng tôi thiết tha mong quý vị hỗ trợ cho ban hoa hậu áo dài càng nhiều càng tốt, để mỗi năm chúng ta sẽ có một ban hoa hậu xinh đẹp như thế này. Xin quý vị một tràng pháo tay cho hoa hậu áo dài miền Bắc California. Và em muốn đại diện cho các bạn áo hậu của em, là tụi em muốn chúc tất cả quý vị một bữa tiệc vui vẻ và rất là thành công. Em xin cảm ơn quý vị. Nghe là biết tẩy chạy luôn. Kính thưa quý vị thấy đó là một điều ngạc nhiên thích thú của chúng ta. Các em sinh ở Hoa Kỳ này mà các em nói tiếng Việt rất là sành sỏi, và chúng ta bao giờ cũng mong muốn rằng là con em của chúng ta sẽ duy trì cái tiếng Việt tại nước Hoa Kỳ này, một nơi mà chúng ta gọi là quê hương thứ hai. Xin tất cả quý vị một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào mừng ban hoa hậu áo dài miền Bắc California.